Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khế ước đẻ thuê của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng còi xe ngoài cổng chạy vang lên, Trinh mới đứng lên đi tới cửa sổ xem. Thấy là chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn của Bảo đang chạy vào thì vui mừng quay lại chỗ bà Kim. Anh thấy Bảo về rồi đó bác. Vậy để bác xuống hỏi xem chuyện của thằng Kiệt. Để con đỡ bác. Trinh dìu bà Kim đi ra khỏi phòng, xuống tới phòng khách thì từ ngoài Bảo bồng Diệp đi vào. Trinh nhìn thấy mặt liền biến sắc. Chuyện gì vậy thế Bảo? Bà Kim lên tiếng hỏi. Anh vẫn bồng Diệp trên tay. Mặc dù khi xuống xe cô có nói mình tự đi được, nhưng Bảo vẫn bá đạo bế cô. Bà chủ, cô đã dám bỏ trốn mà còn vác mặt về đây nữa hả? Diệp chưa giải thích, Bảo đã nói thay. Con đã nói với mẹ chuyện này rồi, sao mà còn nói như thế? Con nói đi xem chuyện anh con mà sao lại đưa nó về? Còn đó là ai? Đây là mẹ của Diệp, từ giờ sẽ ở đây. Bà Hoa tay xách đồ đang đưa mắt láo lia nhìn xung quanh, thấy toàn đồ xa xỉ đắt tiền mà choáng ngợp. Có lẽ lần đầu tiên được nhìn thấy, cứ nghĩ đến sẽ sống ở đây mà bà ta cảm thấy vui sướng. Con đang nói gì vậy? Đây đâu phải chỗ tị nạn mà cho mấy người đâu đâu không rõ danh tính vào ở. Mà mẹ của nó thì liên quan gì? Nó cũng chỉ là đứa mẹ bỏ tiền đưa về đây thôi. Cô ấy là mẹ của con và sẽ là vợ của con. Chi không ngờ Bảo lại nói vậy. Trong lòng tức giận quay sang giả bộ khóc lóc với bà Kim, mặc dù đã biết sự thật từ lâu. Bác gái như vậy là sao? Không phải cô ta là người làm thôi mà giờ anh thấy Bảo nói vậy. Còn con thì sao? Rõ ràng anh ấy đã hứa với ba con là cưới con. Con bình tĩnh, bác sẽ không để con thiệt đâu. Dạ, bác làm chủ cho con với. Trấn an Trình xong, bà Kim làm mặt giận nhìn Bảo. Mẹ đã mệt chuyện của thằng Kiệt rồi, giờ tới con muốn mẹ tức chết mới chịu phải không? Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa đẻ thuê làm dâu đâu. Đối với mẹ chỉ có Mỹ Trinh mới xứng trở thành con dâu của mẹ. Trinh nghe vậy lấy làm tự kiêu mà hếch mặt về phía Diệp. Từ đầu đến cuối cô không nói gì. Cô đã biết mọi việc sẽ không dễ dàng. Ngước lên nhìn Bảo, cô tin tưởng anh. Cưới vợ là cưới cho con, không phải ai khác. Mẹ chấp nhận hay không thì con cũng sẽ cưới Huỳnh Diệp. Con Trinh làm mình làm mẩy. Vậy còn em, anh ăn nói thế nào với ba em? Anh sẽ giải quyết với ông ấy. Nói rồi Bảo đưa Diệp đi hướng lên lầu. Bà Hoa cũng lẽo đẽo chạy theo. Con không chịu đâu. Con thương anh thế Bảo nhiều vậy, mà giờ anh ấy lại một hai muốn lấy con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác đó. Làm sao con sống nổi đây? Con nín đi, bác sẽ nói chuyện lại với Thế Bảo. Dạ, con đó nó có gì mà anh Thế Bảo lại mê như vậy chứ? Bà Kim thở dài không nói gì. Ngay từ đầu bà đã sợ mà cảnh cáo cả Diệp và cũng như nhắc con trai. Nhưng cuối cùng Bảo vẫn có tình cảm với Diệp. Giờ muốn lấy cô, bà thấy ở Bảo có sự kiên quyết, sợ khó mà thay đổi. Nó đúng là ghê gớm, nhìn như vậy mà thủ đoạn. Bác nói đúng, cái loại nghèo hèn thấy giàu là nổi lòng tham liền. Giờ đủ trò để mà mồi chài chứ dễ gì. Giờ nó làm anh thấy Bảo mê nó rồi, mai mốt nó còn làm tới đâu nữa. Bác không để nó lộng hành đâu. Trinh lúc này chỉ biết trông chờ vào bà Kim mà thôi. Nghĩ Diệp đã bị bán đi, giờ quay về thì cô ta mới biết mình bị hai tên kia lừa. Cơn giận trong lòng càng sôi sục. Lên phòng, Bảo đưa Diệp đến giường rồi đặt cô ngồi xuống. Lát nữa anh kêu chị Mùi đem đồ ăn lên cho em. Diệp không nói gì, cô đang suy nghĩ đến một việc. Giọng nói mà cô nghe qua điện thoại ra lệnh bán cô sao giống với Trinh quá.
em có thèm gì không thì để anh dặn bà Vũ làm. Không thấy cô đáp trả nên Bảo hỏi. Em làm sao vậy? Dạ em đâu có gì, mà chuyện của mẹ và em có làm anh khó xử không? Em đừng nghĩ ngợi, anh lo được. Em biết mình không xứng với anh. Ngốc quá, em là mẹ của con anh rồi. Em không xứng thì còn ai vào đây nữa? Nhưng không nhưng gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo. Việc của em là dưỡng thai thật tốt. Nghe vậy Diệp không nói gì nữa, cô khẽ gật đầu. Vì không chắc chắn nên cô không nói suy đoán Trinh có liên quan với hai tên bắt mình. Còn bà Hoa từ khi bước vào phòng thì ánh mắt cứ lia quanh. Sự rộng lớn sang trọng trong phòng đã làm bà ta hoa hết cả mắt. Mày ở đây hả Diệp? Dạ con ở phòng này. Căn phòng gì mà lớn quá trời, lần đầu tiên ta mới được ở. Lát nữa sẽ có người sắp xếp phòng cho bà. Nghe Bảo nói, bà Hoa hỏi. Vậy phòng tôi có to như này không? Như nhau cả thôi. À. Lúc này Mùi từ ngoài đi vào, mắt đỏ hoe vui mừng nói. Em về rồi. Chị khỏe không? Em nhớ mọi người lắm. Chị cũng nhớ em nữa. Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Sao lại bỏ đi? Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau với chị nha. Ừ, em về là mừng rồi. Chị coi dọn một phòng trống cho bà ấy ở đi. Mùi nhìn sang bà Hoa bất ngờ. Bác, sao bác lại đi cùng em về đây vậy? Dạ, đây là mẹ của em. Em gặp mẹ ở bệnh viện. Ba em bệnh mất rồi. Nghe Diệp nói, Mùi cũng buồn cho cô. Hôm bác đến tìm nhìn người cũng yếu, không nghĩ lại mất như vậy. Em và bác gái đừng buồn nha. Dạ em cảm ơn chị. Chị đưa bà qua phòng đi. Dạ cậu, bác gái theo con. Ừ. Sau đó bà Hoa đi theo Mùi đến phòng khác ở. Bảo lúc này ôm lấy Diệp vào lòng mà nói. Em trở về là tốt rồi. Diệp cảm nhận được trong lời nói của anh giống như có gì đè nặng, giờ mới được trút bỏ. Cô không nghĩ lần quay trở lại có nhiều thay đổi như vậy. Tựa đầu vào người anh mà cô không nói gì. Ngày mai anh đưa em đến tập đoàn. Bảo nói làm Diệp bất ngờ. Đến đó để làm gì vậy anh? Tham dự một cuộc họp báo thôi. Đến đó rồi em sẽ biết. Em không đi được không? Trước giờ em không có đến nơi đông người. Em sợ có gì lại ảnh hưởng anh. Việc này liên quan đến tập đoàn. Em đừng lo, có anh bên cạnh em mà. Biết Bảo làm gì cũng có lý do nên Diệp gật đầu. Dạ. Hôm sau Diệp ăn sáng xong sửa soạn rồi cùng Bảo đến tập đoàn. Trước khi cô đi, bà Hoa ở phòng còn chưa dậy. Xuống tới phòng khách, bà Kim đã ngồi sẵn. Con ngồi xuống, mẹ có chuyện cần nói. Con phải đến tập đoàn, có gì nói sau nha mẹ. Nói rồi Bảo nắm tay Diệp đi ra ngoài, bà Kim liền hỏi. Con đưa nó đi theo để làm gì? Chuyện này con sẽ nói mẹ sau. Con có coi mẹ là mẹ của con nữa không? Chuyện gì con cũng tự quyết tự làm. Con vẫn tôn trọng và nghe theo mẹ. Chỉ riêng chuyện tình cảm mẹ để con tự quyết định được không? Con nói vậy cũng như không nói. Để con giải quyết chuyện tập đoàn trước, chuyện nhà nói sau đi mẹ. Bà Kim không nói gì nhưng gương mặt lại vô cùng tức giận. Bảo lái xe đưa Diệp đến Kim Long. Lần đầu tiên đến cô mới thấy được chỗ anh làm lại lớn đến vậy. Một tòa cao ốc bề thế. Sự căng thẳng hồi hộp tăng lên. Lòng bàn tay toát cả mồ hôi lạnh khi đứng ở ngay cửa. Bảo nắm tay cô trấn an. Vào thôi. Hít một hơi sâu lấy hết can đảm, cô cất bước cùng anh vào trong. Ở sảnh lớn đã tập trung đông người. Khi thấy cả hai, mọi ánh mắt đều nhìn dồn về phía họ. Chủ tịch đến rồi, còn cô gái bên cạnh chủ tịch là ai? Bao nhiêu lời xì xầm bàn tán bắt đầu náo loạn. Bảo vẫn nắm chặt tay Diệp đi thẳng lên trên bục. Bên dưới bao nhiêu ống kính chĩa lên hai người. Diệp không quen nên run. Có anh ở đây, em không cần phải sợ. Lời nói bên tai tạo cho cô sự an toàn. Dần lấy lại bình tĩnh mà đối mặt với hoàn cảnh hiện tại. Lúc này Bảo với cất giọng mạnh mẽ. Buổi họp báo hôm nay tôi có chuyện cần nói. Thời gian qua chắc mọi người cũng có nghe thông tin về việc tôi không có con trước 31,
sẽ phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Kim Long. Giờ tôi sẽ xác nhận tin đó hoàn toàn đúng, nhưng nó sẽ không xảy ra vì người con gái bên cạnh tôi đây cũng chính là mẹ của con trai tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Tôi mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Ai nấy cũng kinh ngạc với những gì mình vừa nghe. Cả Diệp cũng thế. Cô không nghĩ anh lại công khai với mọi người về mối quan hệ của cả hai. Vậy chủ tịch bảo có thể cho tôi biết tin anh và con gái của giám đốc Minh Giang là thế nào không? Những thông tin không từ miệng tôi nói ra đều là sai sự thật và bịa đặt. Chúng tôi tò mò người trong lòng của chủ tịch chắc hẳn không tầm thường về gia thế và xuất thân. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường như bao người mà thôi. Nhưng cô ấy lại là người đặc biệt trong lòng tôi, người mà tôi yêu duy nhất. Đây là tình yêu cổ tích rồi sao? Có thể cho tôi hỏi một câu với vợ sắp cưới của chủ tịch được không? Có gì anh cứ hỏi tôi là được, cố ngại trước đám đông. Chủ tịch không cho, có phải chuyện hai người chỉ là đóng kịch dàn dựng sợ lộ sơ hở? Chứ làm gì có chuyện đường đường một chủ tịch tập đoàn lớn lại quen muốn lấy một người bình thường không tương xứng môn đăng hộ đối. Ngôn tình chỉ có trên phim ảnh thôi. Thấy người này muốn làm khó nên Diệp nghĩ mình phải làm gì đó. Cô nói nhỏ với bảo, em có thể nói được không? Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa mic cho cô. Giọng nhỏ nhẹ trong trèo nghe rất êm tai vang lên. Những lời anh thắc mắc cũng là điều tôi cũng dám không nghĩ đến, bởi vì tôi chỉ là một đứa bé bị mẹ mình vứt bỏ từ khi mới lọt lòng. Tôi được ba mẹ hiện tại nuôi lớn, dù sống cảnh nghèo khổ nhưng tôi lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc, thậm chí là may mắn. Tôi cũng chẳng được học cao vì hoàn cảnh tôi mới phải rời xa quê nhà để đặt chân lên thành phố này. Tôi giống như nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích khi gặp được hoàng tử. Vốn dĩ anh là ngôi sao trên bầu trời mà tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chạm được. Nhưng chính tình yêu đã xóa đi khoảng cách đó. Tình yêu là một thứ gì đó rất diệu kỳ, làm mọi việc tưởng chừng như là không thể lại xảy ra. Nó đã mang tôi đến với thế giới của anh. Tôi cũng có những nỗi lo, nhưng chính người đàn ông bên cạnh tôi đã mang cho tôi cảm giác an toàn. Anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời này. Thế Bảo, em yêu anh. Bảo nhìn Diệp khóe môi cong lên, nở nụ cười ngạo nghễ, sau đó hướng đến người phóng viên bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh đã hài lòng chưa? Thật ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cả hai, nhưng còn về việc hai người có con thì có phải là sự thật hay chỉ để che đậy cho tin tức kia? Anh giỏi suy diễn vậy ư? Bịa có thai chi bằng tôi kiếm đứa bé nói con mình chẳng phải hay hơn sao? Câu nói của anh làm người phóng viên câm nín, song vẫn cố truy. Nếu vậy phải có bằng chứng mới được. Tôi sẽ để anh và mọi người có mặt ở đây xác thực. Khi Bảo nói xong, trên màn hình lớn phóng to giấy tờ khám thai của Diệp lên. Lúc này người phóng viên đã lặng lẽ rời khỏi đám đông từ lúc nào. Tin tức của buổi họp nhanh chóng lan truyền. Tình yêu ngỡ như chỉ có trong ngôn tình của Bảo và Diệp cũng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm cũng như ngưỡng mộ của mọi người. Cổ phiếu của Kim Long vì vậy đã tăng lại còn vượt hơn ban đầu. Lúc này ở công ty, ông Giang vẫn chưa hề hay biết gì thì Trinh chạy đến khóc lóc ỉ ôi. Ba ơi, cho con không sống nổi nữa. Có chuyện gì nói ba xem. Ba xem anh thấy Bảo đi. Trinh lấy điện thoại mở đoạn họp báo cho ông Giang xem. Xem xong liền nổi trận lôi đình, đập bàn một cái rầm. Thằng khốn mà, ba làm gì đi? Rõ ràng ba nói anh ấy sẽ cưới con, mà giờ lại công bố tin tức với con nhỏ nghèo hèn quê mùa đó. Ba sẽ cho nó bài học. Ông Giang dỗ dành Trinh xong lập tức đến Kim Long. Lúc này Bảo đang trong phòng làm việc. Diệp ngồi ở ghế sofa, trước mặt có trà sữa cô thích, bánh ngọt, trái cây. Vốn dĩ cô không muốn phiền anh làm việc, nhưng Bảo một mực bắt cô ở lại đợi giải quyết xong công việc sẽ đưa cô về. Ăn xong không có gì làm, cơn buồn ngủ lại kéo đến, nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Bảo làm việc nhưng chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cô, thấy cô ngủ liền đứng dậy, cầm áo khoác đến đắp lên người cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm anh trao mày lập tức đi đến mở cửa. Việc mà trước giờ anh chưa làm bao giờ, chỉ vì tránh làm cô giật mình thức giấc. Chủ tịch. Người trợ lý giật bắn người bởi hành động của anh. Có chuyện gì? Giám đốc Giang muốn gặp chủ tịch. Tôi biết rồi. Để cô ngủ, Bảo khẽ đóng nhẹ cánh cửa, rồi đi cùng trợ lý đến gặp ông Giang. Vừa thấy anh, ông ta đã đùng đùng lên. Sao cậu không giữ chữ tín vậy? Cậu đã hứa lấy Mỹ Trinh, mà giờ buổi họp báo là thế nào? Tôi cần lời giải thích, nếu không đừng trách. Cháu đã làm đúng theo lời chú muốn rồi còn gì. Muốn đưa tin cũng đã đưa, nhưng trước đó cháu đã có nói đừng trông đợi những thứ cháu không thể cho. Mày lừa tao đúng không? Mày không sợ tao sẽ rút vốn đầu tư sao? Vậy chú ký vào là xong. Ký cái gì? Chẳng phải chú nói muốn rút vốn đầu tư sao? Ông Giang vốn dĩ chỉ muốn dọa, nắm bắt cơ hội Kim Long gặp khủng hoảng. Nào ngờ tuy đưa Bảo vào thế đã rồi, nào ngờ anh lại lợi dụng kéo dài thời gian mà lật ngược tình thế. Ông ta không hề muốn rút vốn chỉ vì thiệt cho mình, còn ảnh hưởng đến công ty, dù tức giận mà chẳng thể làm gì ngoài kìm nén. Chuyện này chú cần xem lại. Vậy chú cứ suy nghĩ, khi nào chú muốn cứ nói cháu biết. Ông Giang đứng dậy rời đi với vẻ mặt khó coi. Bảo thừa biết ông ta không dám nên mới phủ đầu như vậy. Chuyện Kim Long đã ổn đến lúc anh dọn luôn ông Xuân và hai người cổ đông còn lại. Lần lên đường lái đến bệnh viện, anh có xem được buổi họp báo. Tuy nói đã buông bỏ nhưng trong lòng ít nhiều luôn vẫn buồn. Diệp là cô gái đầu tiên khiến anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng cô vốn dĩ không thuộc về anh. Giờ thấy cô vui vẻ bên cạnh Bảo, anh thầm chúc phúc cho cả hai. Nửa đường Luân đã đổi ý mà ghé vào chung cư, căn hộ Diệp ở. Đậu xe xong, Luân đi về hướng thang máy thì bất ngờ có một người đeo khẩu trang bịt kín mặt cầm dao lao đến đâm vào người làm anh gục xuống, sau đó bỏ chạy. Anh ăn đi, sao gắp cho em không vậy? Hồi nãy ở phòng làm việc của anh em ăn no lắm rồi. Bảo xong việc đưa Diệp về, trên đường ghé vào một nhà hàng. Cô vẫn còn no, nhưng nghĩ chắc anh muốn ăn nên cả hai đã đi vào. Khi gọi món phục vụ mang ra thì Bảo lại đút cho cô. Đưa em vào đây để cho em ăn mà. Em tưởng anh đói nên mới vào ăn, nếu không em đã cản rồi, giờ lại phí. Em ăn đi, được nhiêu thì được, còn lại anh ăn hết. Diệp mỉm cười gật đầu. Cô há miệng ăn đồ ăn anh gắp cho. Lúc này cô nhớ lại, lúc trước anh cũng đưa đi ăn. Khi đó đối với anh cô vẫn còn sự dè chừng và sợ. Còn bây giờ thì thoải mái. Trong mặt anh cũng không còn thấy sợ nữa. Vì no nên cô ợ lên. Bảo tưởng cô ói mà luống cuống cả lên. Em lại buồn nôn hả? Để anh đưa em vào nhà vệ sinh xong rồi thì đi viện. Không phải, em chỉ ợ thôi. Thời gian gần đây em cũng giảm tình trạng nôn ngén rồi. Ừ, làm anh tưởng em lại nôn, còn định la cho nhóc con này một trận. Nhóc con nào anh? Diệp hoang mang không hiểu. Bảo cười đặt tay lên bụng hơi nhô của cô. Thằng nhóc trong đây. Con trong bụng có biết gì đâu. Tại nó mà em mệt em ngén đó. Chờ chui ra anh đánh cho mới được. Anh nói vậy con sợ đó. Chắc là không nghe được đâu. Con cảm nhận được đó. Giống như khi em nói chuyện, em cảm giác con trong bụng có nghe. Vậy anh phải dạy từ bây giờ để nữa còn ngoan. Diệp cười trong bất lực. Cô không biết con mình có phải may mắn khi có một người ba bá đạo như vậy. Anh đừng đút cho em nữa, anh lo ăn đi. Ừ. Bảo lúc này mới ăn. Diệp ngồi bên cạnh nhìn anh, tự nhiên cô cảm thấy dáng vẻ của anh bây giờ đáng yêu, khiến cô bị nghiện làm sao, ngắm mãi không chán. Mà cậu hai ít về nhà lắm hả anh? Diệp chợt nhớ mà hỏi đến Kiệt. Tuy Bảo đã biết mọi chuyện mà anh ta làm, nhưng cả hai là anh em họ, bà Kim ở giữa nên cô cũng không muốn xảy ra bất hòa. Nhưng cô vẫn lo anh ta sẽ nghĩ cách hại mình tiếp, vì vốn đã ghét cô. Anh ấy bị bắt tạm giam rồi. Sao cậu hai bị bắt? Không lẽ vì chuyện của em? Không phải, đáng lẽ anh cũng định tính, nhưng anh ấy lại bị bắt trước vì tội buôn bán và sử dụng chất cấm.
Diệp bàng hoàng. Cậu hai dám làm những việc đó sao? Vậy lúc anh đưa em về, bà nói chuyện cậu hai là vì việc này sao? Ừ, phạm tội đó thì chờ pháp luật xét xử thôi. Dạ. Bản tính của Kiệt xấu, nên việc anh ta bước vào con đường đó cũng không có gì lạ. Giờ anh ta đã bị như thế cũng coi như quả báo. Diệp cũng không thủ án để làm gì. Rang rang rang. Điện thoại bảo đổ chuông, nhìn đến số người gọi, anh có vẻ không muốn nghe. Đến lúc gần hết chuông anh mới nhấc máy. Tôi nghe. Tưởng bên kia là Luân nhưng lại là một giọng nói lạ. Được, tôi sẽ đến ngay. Diệp thấy Bảo khẩn trương và lo lắng như có chuyện gì hệ trọng nên hỏi. Có chuyện gì hả anh? Luân đang cấp cứu. Giờ anh đưa em về nhà rồi đến đó xem thế nào. Anh Luân bị gì mà cấp cứu? Bị người ta đâm. Anh cho em đi theo cùng được không? Em muốn xem tình hình của anh ấy. Em và anh ấy không có gì cả. Anh Luân đã giúp đỡ em rất nhiều. Em nợ ân tình của anh ấy. Giờ nghe anh ấy bị vậy, em không đến thì lương tâm em sẽ không yên. Ừ, anh và em sẽ đến đó. Cảm ơn anh. Thanh toán xong, cả hai rời khỏi nhà hàng để đến bệnh viện. Tới nơi, Luân vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong, không có người thân nào cả. Mong cho anh Luân bình an, tai qua nạn khỏi. Trong lòng có sự hờn ghen đối với Luân và giận khi anh che giấu chuyện của Diệp. Nhưng trong lúc này đây, anh lại lo lắng cho Luân hơn bao giờ hết. Tình bạn của hai người hơn 20 năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, Bảo siết chặt bàn tay mình. Một lúc sau, ông Khởi và bà Hồng mới tới. Thành Luân sao rồi, tự dưng sao lại gặp chuyện? Tôi cũng không rõ, nghe báo đến đây thì cậu ấy đã được cấp cứu bên trong. Ba tôi bị tim vừa qua nguy kịch nên tôi không dám cho ông hay. Mong là Thành Luân sẽ không sao. Chắc nó gây thù hằn gì mới bị người ta đâm. Sao em biết Thành Luân bị người ta đâm? Thì em mới nghe y tá báo khi Thành Luân được vào đây. Vậy hả? Chờ Thành Luân thế nào rồi trình báo công an cho họ điều tra. Bảo vẫn luôn quan sát bà Hồng. Thái độ và lời nói của bà ta có gì đó đáng nghi. Chuyện tai nạn xe lần trước anh đã suy đoán đến việc bà ta nhúng tay vào vì ông cụ Phương giao cho Luân quản lý Đông Phương. Chuyện của Thành Luân hôm nay chắc chắn không ngoài điều này. Diệp cũng nhìn bà Hồng từ khi bà tới. Cô vẫn chưa nói việc bà ta tìm đến và đưa ra lời uy hiếp để cô làm theo. Nhưng hiện tại chuyện cô và Bảo ai cũng biết, nên bà ta không thể đe dọa cô được nữa. Sao thế? Bất ngờ Bảo hỏi, bà Hồng cũng nhìn đến. Ánh mắt làm cô thấy sợ mà lảng tránh. Không có gì đâu anh. Ừ. Hơn nửa tiếng sau, ca cấp cứu mới xong, bác sĩ đi ra. Thành Luân sao rồi? Ông Khởi lên tiếng hỏi, bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi nói. Vết đâm trúng chỗ hiểm, chỉ cần lệch thêm 1 mm nữa thì khó mà giữ được mạng sống. Rốt cuộc Thành Luân có sống hay không? Giám đốc đã qua nguy kịch nhưng rơi vào hôn mê, hiện tại chưa biết khi nào tỉnh. Em coi xử lý tin tức này của Thành Luân, tuyệt đối giữ kín không được lộ ra ngoài. Ba mà biết sẽ tái phát bệnh tim. Em biết rồi, em sẽ đi làm ngay. Bà Hồng đi rồi, ông Khởi cũng nói. Thành Luân như vậy, bệnh viện có nhiều việc cần tôi giải quyết. Chú cứ đi làm việc đi. Ông Khởi cũng đi, chỉ còn lại hai người. Diệp không kìm được mà bật khóc. Anh Luân là người tốt, sao lại gặp chuyện này chứ? Em đừng lo, cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi, anh tin là vậy. Dạ, nhưng ai lại muốn hại anh ấy chứ? Việc này anh sẽ điều tra. À, việc này em định nói với anh Luân, nhưng xảy ra nhiều chuyện em vẫn chưa nói, giờ anh ấy lại gặp chuyện. Có chuyện gì? Việc ông cụ Phương hiểu lầm em là người yêu của anh Luân. Chuyện này cũng do thím anh ấy tạo nên. Sau đó bà ấy lại đến tìm em, nói là đứa bé trong bụng của em không phải của anh Luân. Nói em thông đồng với anh ấy. Nếu em muốn bước vào nhà họ Phương cũng như bà ấy không tiết lộ việc này, thì em phải làm theo yêu cầu của bà ấy. Bà ấy muốn em làm gì? Bà chưa nói thì sau đó em gặp lại ba mẹ ở đây rồi gặp anh. Nhưng em nghĩ chắc không phải việc tốt. Ừ, anh biết rồi. Tạm thời biết cậu ấy như vậy thôi. Để anh đưa em về nhà, có gì anh sẽ vào thăm sau.
Dạ. Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện. Trong lúc này ở phòng làm việc, bà Hồng đang lục lọi giấy tờ, dường như không có thứ mình cần nên rất tức tối. Nó nói có bằng chứng, vậy nó giấu ở đâu? Hay nó chỉ dọa mình thôi? Cạch. Đang lẩm bẩm bất ngờ cửa mở ra. Em làm gì trong phòng làm việc của Thành Luân vậy? Nhìn thấy ông Khởi, bà Hồng liền bình tĩnh nói. Em vào tìm tài liệu về hội thảo y khoa diễn ra vào đầu tháng này mà không thấy. Phòng này em đừng tự tiện vào như vậy, không hay đâu. Bệnh viện là của nhà họ Phương. Em là một thành viên trong gia đình chứ có phải người ngoài đâu. Mà giờ Thành Luân lại còn đang hôn mê, chưa biết tình hình thế nào. Công việc ở bệnh viện cần người giải quyết chứ. Những việc này anh sẽ lo. Anh sao? Trước giờ anh đâu có làm mấy việc này đâu. Giờ ba bệnh, Thành Luân lại gặp chuyện. Anh không thể vô tâm bỏ phế bệnh viện được. Em cứ lo việc của mình, còn anh sẽ tạm thời thay thế quản lý bệnh viện đến khi Thành Luân tỉnh lại. Sự thay đổi của ông Khởi làm bà Hồng không ngờ đến. Đã lâu anh không màng tới việc trong bệnh viện, em sợ anh không đảm đương được. Em xem thường chồng mình quá rồi đó. Không có, em chỉ lo thôi. Mà một mình anh sẽ vất vả, để em phụ cùng anh nha. Không cần đâu, trước giờ anh luôn chán nản bản thân mà bỏ phí thời gian, đến lúc anh phải thay đổi làm gì đó cho Đông Phương. Anh nghĩ vậy em rất mừng, có gì em trợ giúp cùng anh. Ông Khởi nhìn bà Hồng nhưng không nói gì, dường như mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng trong đầu. Sau đó bà Hồng đã quay về phòng làm việc của mình mà gọi điện cho ai đó. Nó mạng lớn thật, như vậy cũng không chết. Nhưng vẫn còn may, tạm thời nó vẫn chưa tỉnh nên không lo. Chỉ là nó nói có bằng chứng không biết giấu ở đâu. Em lục tung trong phòng làm việc của nó mà không thấy gì cả. Bên kia đầu dây giọng người đàn ông vang lên. Nếu có thì nó cũng đã cất ở nơi an toàn, không sẽ tìm được đâu. Mà anh đã giúp một việc lớn như vậy, em không có gì nói với anh sao? Cảm ơn anh. Lời nói suông thôi chưa đủ, anh muốn gặp em. Hiện tại tâm trạng anh không được tốt cho lắm. Anh có chuyện gì hả? Hiện tại em chưa đi được vì chuyện ở bệnh viện đang rối. Ông chồng em tự nhiên thay đổi, quan tâm tới bệnh viện hơn rồi. Ông chồng tàn phế vô dụng của em trước nay chẳng phải bù nhìn sao? Chắc do ba chồng em bệnh. Vậy không gặp anh được sao? Để em sắp xếp, mà anh cẩn thận, đừng để dấu vết truy ra là không xong cả em và anh đâu. Yên tâm, tên anh thuê nó qua cam rồi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm bà Hồng giật mình, lập tức nói người bên kia điện thoại. Có gì em gọi anh sau. Nhanh chóng tắt máy rồi bà lên tiếng. Vào đi. Bên ngoài có người đi vào báo cáo công việc với bà ta. Bà Hoa thức dậy đói bụng nên mò xuống dưới nhà, được Mùi lấy đồ ăn sáng cho, ăn xong rồi nói. Bà chủ rất khó, bác đừng tự ý đi lung tung hay đụng vào đồ trong nhà nha. Bà Hoa tỏ thái độ khó chịu. Tôi tự biết không cần dặn, tôi rất đàng hoàng nên cô yên tâm. Mà mai mốt con Diệp nó lấy cậu Bảo thì tôi trở thành mẹ vợ cậu chủ nhà này rồi. Cậu Bảo thương em Diệp con cũng mừng cho em ấy, chứ lúc trước em ấy cũng khổ lắm. Ở đây ăn sung mặc sướng, có người hầu hạ, nó mà khổ gì? Có tôi ở quê mới khổ đây. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu bác. Mà giờ có bác ở đây, em Diệp cũng lấy làm an ủi rồi. Thôi bác ở đây chơi đi, có gì vào trong nói chuyện với bà Vũ đi, con đem yến lên cho bà chủ. Bà Hoa ngó đến chén yến trưng hỏi. Yến này dùng làm gì vậy? Đây là tổ yến rất bổ mà cũng đắt tiền lắm, bà chủ ăn cho khỏe thôi bác. Nhà giàu đúng sướng thật. Mùi nghe vậy cười chứ không nói gì. Bây làm gì vậy? Vô đây phụ làm này với Vũ chút đi Mùi. Nghe bà Vũ kêu, Mùi liền đặt chén yến xuống lại bàn. Để con vào phụ bảo Vũ chút. Mùi đi rồi, bà Hoa đứng nhìn vào chén yến với vẻ thèm thuồng. Ngó quanh không thấy ai, liền lấy muỗng múc thử. Ngon quá lại múc thêm. Loáng cái yến đã vơi hơn nửa chén. Sợ phát hiện, bà Hoa lấy ly nước lọc bên cạnh đổ vào, rồi khuấy lên, rồi ngó lơ, sau đó lảng đi ra ngoài. Lúc này Mùi cũng quay trở lại, không hề phát hiện bất thường mà bưng chén yến đi. Một lát sau,
Bà Kim từ trên lầu đi xuống la quang quác. Mùi đâu rồi? Mày làm gì mà Trương Yến nhạt nhẽo toàn nước không vậy? Mùi trong phòng bếp chạy ra. Dạ sao hả bà? Nhìn chén Yến mày Trương kìa. Mùi nhìn thấy không có gì nên hỏi. Yến tôi vẫn Trương như bình thường mà bà. Như bình thường mà nước không? Lạc nhách lạt nhẽo. Hay mày chặn bớt rồi phải không? Tôi không dám đâu bà. Nhưng sao lại nhạt, vì thường ngày thế nào tôi trưng theo liều lượng y vậy mà. Không lẽ tao đặt điều nói dối vụ ăn cho mày, không tin thì thử đi. Mùi lúc đầu không dám, nhưng sau bà Kim cho phép mới đếm thử. Đúng y như bà nói, vị nó lạt, mà giờ cô mới để ý. Rõ ràng lúc trưng Yến sợ Yến nở nhiều hơn, giờ chỉ toàn là nước. Tôi cũng không biết sao lại thế này nữa bà, nhưng trưng xong Yến đặc đâu nước nhiều như này đâu. Yến trước giờ mày trưng có ai đụng vô đâu mà đổ thừa. Chỉ có mày ăn chặn bớt nên mới thế. Ở đây không chứa kẻ ăn ra nói dối. Từ hôm nay không cần làm ở đây nữa. Bà ơi, bà đừng đuổi tôi mà. Thật sự tôi không có ăn chặn gì hết. Bà Hoa vừa nãy đi ra sân, giờ nép ở ngoài cửa thấy vậy mà run. Sợ phát hiện rồi bị đuổi nữa. Bỗng tiếng xe làm bà giật mình mà quay lại. Từ ngoài cổng xe của Bảo chạy vào trong sân. Dừng lại, anh cùng Diệp bước xuống. Mẹ, sao mẹ đứng đó? Bà Hoa cười cười. À, trong phòng buồn tao xuống đây đi dạo thôi. Mà mày sáng sớm đi đâu với cậu Bảo vậy? Có chút công việc thôi mẹ, vào nhà đi mẹ. Ừ. Bà Hoa đi cùng Bảo và Diệp vào. Trong phòng khách, Mùi khóc lóc xin bà Kim đừng đuổi. Mà bà lại rưng rưng. Nhiều chuyện xảy đến làm tâm tính bà cũng ít nhiều thay đổi. Hồi nãy bà còn xem được đoạn họp báo mà tức run người, gặp chuyện chén Yến mà giận cá chém thớt. Có chuyện gì vậy mẹ? Chị làm sao vậy? Bà nói chị ăn chặn Yến muốn đuổi chị mà chị không có, mong cậu hãy tin tôi. Là sao, chị nói rõ xem. Mùi mới kể lại, Bảo biết tính Mùi sẽ không làm ra chuyện đó. Trong nhà lại chẳng có ai, chợt anh nhìn đến bà Hoa, chỗ cổ áo sợi Yến vẫn còn dính. Anh đã hiểu sự việc, nhưng vì không muốn Diệp khó xử mà chọn giải quyết êm đẹp. Chỉ là chén Yến thôi mà, chị vào trưng lại mẹ tôi chén khác là được. Dạ cảm ơn cậu, tôi vào làm liền. Mùi đứng dậy đi nhanh vào phòng bếp, bà Kim không nói tới nữa mà hỏi Bảo. Con muốn đặt mẹ vào chuyện đã rồi đúng không? Công khai nó là người con sẽ cưới, danh dự của Kim gia làm con mất sạch rồi. Tại sao lại mất? Việc cổ phiếu giảm cũng vì việc nội bộ bị lộ ra. Nhờ có Diệp mà tất cả được giải quyết. Cổ phiếu cũng tăng mạnh. Không phải cô ấy đã mang lại cho Kim Long và Kim Gia nhiều may mắn sao? May mắn sao? Từ khi nó đến nhà này mới gặp nhiều chuyện không hay. Từ thằng Kiệt rồi đến con và cả Kim Long. Mẹ hối hận khi đưa nó về đây. Mẹ không cần cháu nữa sao? Cháu của mẹ sao mẹ không cần chứ? Nhưng nó thì không. Mẹ đừng thành kiến với cô ấy. Huỳnh Diệp là một cô gái tốt, người con yêu trong cuộc đời này. Con sẽ chỉ cưới cô ấy làm vợ thôi. Con đang cố tình chống đối mẹ đấy hả? Con chỉ đang tỏ rõ lập trường của mình thôi. Lập trường nuôi anh đủ lớn, đủ lông đủ cánh rồi. Muốn làm gì làm, có coi người mẹ này ra gì đâu. Thôi anh muốn làm gì làm, cứ coi như không có người mẹ này đi. Thấy tình hình căng thẳng, Diệp kéo tay ngăn Bảo lại. Anh đừng nói nữa. Nhìn cô rồi anh kìm lại hạ giọng. Thôi con lên phòng. Sau đó anh đưa cô lên phòng. Bà Hoa cũng chạy theo. Bảo đến tập đoàn từ sớm, con nói sẽ đến xem tình hình Luân sau. Diệp cũng có xin để đến bệnh viện thăm và được anh đồng ý. Dặn tài xế đưa cô ấy rồi đưa về. Khi Diệp chuẩn bị đi, bà Hoa hỏi rồi đòi đi cùng cô. Vì bà nói ở nhà buồn chán, bà Kim lại khó khăn không thoải mái, nên Diệp đã để bà đi cùng. Tới cổng bệnh viện thì bà kêu vô trước, bà đi đây rồi vào sau. Sợ bà lạc đường, Diệp lo nên nói mà bà gạt ngang. Mày trứng đừng đòi khôn hơn vịt. Sau đó bà qua bên đường, Diệp nghĩ chắc bà không lạc nên đã vào trong để thăm Luân. Hỏi thăm y tá biết phòng Luân đang nằm nên đi đến khu vực này rất vắng, không có bệnh nhân nào khác. Có thể vì chức vụ của Luân nên việc chăm sóc cũng khác. Tới phòng rồi cô thấy bà Hồng từ trong đi ra, trông thấy cô liền giật mình. Cô tới đây làm gì? Cháu muốn thăm anh Luân. Giờ nó vẫn hôn mê, người ngoài không vào được, cô đi về đi. Cháu không vào đâu, ở ngoài này cũng được.
Sao cô lì thế? Bà Hồng liên tục xua đuổi Diệp. Thấy vậy cô định đi thì thông qua cửa kính, cô thấy Luân đang co giật. Anh Luân bị sao kìa, dì gọi bác sĩ đến đi. Bà Hồng gạt ngang. Có gì là có gì, cô không biết gì đừng nói lung tung. Thành Luân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ở đây có y bác sĩ. Cô về dùng đi. Bà Hồng kéo không cho Diệp đến gần cánh cửa, nhưng rõ ràng cô trông thấy Luân có biểu hiện bất thường, nên đã gạt tay bà ta ra. Dì không gọi thì tôi đi gọi. Cô đứng lại. Bà Hồng nắm tay Diệp giữ lại, cô thấy bà ta khác lạ nhưng không muốn cô đi vậy. Chỉ nghĩ bà ta ghét Luân nên không quan tâm, vì vậy Diệp cố gỡ tay bà ta để đi gọi bác sĩ. Vô tình trông thấy chiếc nhẫn bà ta đang đeo. Nó rất giống với nhẫn mà ông Triệu đưa cho cô, nhưng bị bà Hoa giật rồi bảo đã làm mất. Lúc này vì đang lo cho Luân nên cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ. Thoát được khỏi bà Hồng, cô đã chạy đi gọi bác sĩ. Nhờ vậy mà cô đã kịp cứu Luân thoát hiểm, vì anh bị sốc phản vệ, nguyên nhân thì chưa rõ. Sao Thành Luân lại sốc phản vệ? Ông Khởi đến và hỏi, bà Hồng thản nhiên nói. Việc này sao em biết được, em đâu phải bác sĩ. Biết Diệp là người báo cho bác sĩ đến kịp thời nên ông nói. Cảm ơn cô. Không có gì đâu chú. Mà sao cô lại biết đi gọi bác sĩ vậy? Diệp nhìn bà Hồng rồi nói. Vô tình cháu thấy anh ấy co giật bất thường. Nhưng dì lại bảo không có gì, còn không cho cháu đi tìm bác sĩ. Cô nói vậy là ý gì? Thành Luân nó đang hôn mê, tự nhiên cô đi nói thế, tất nhiên tôi không tin rồi. Dì có kéo cháu lại rồi không cho đi không? Thì có, nhưng vì tôi muốn xem Thành Luân thế nào rồi sẽ gọi bác sĩ đến. Việc bệnh viện phải theo trình tự, đâu phải một người ngoài như cô là biết. Đúng là ngoài chuyên môn của cháu, nhưng mà trực giác của cháu lại đúng. Bà Hồng bị Diệp nói làm cho câm nín, tức đến mặt đỏ tía tai, nhưng trước mặt ông Khởi nên phải kìm lại. Tình hình của Thành Luân có biến chuyển bất ngờ, em kêu người trực ở đây đi. Em biết rồi, vậy thôi anh còn việc phải giải quyết. Anh đi đi. Ông Khởi nhìn Diệp chào rồi rời đi. Bà Hồng lúc này mới lộ ánh mắt đáng sợ. Cô coi chừng cái miệng của mình, không phải muốn nói gì là nói được. Cháu chỉ nói sự thật mà thôi. Sự thật gì, cô biết cái gì? Hiện tại nơi này không phải ai muốn đến là đến, phiền cô rời đi dùm. Vậy hôm khác cháu đến thăm anh Luân sau. Nói rồi Diệp nhìn vào phòng bệnh, sau đó quay người đi. Vài bước cô mới dừng lại nhìn xuống tay bà Hồng. Cô nhìn gì? Chiếc nhẫn đó là của dì sao? Nhẫn đeo trên tay tôi thì của tôi, không lẽ của cô? Tại thấy nó giống chiếc nhẫn của cháu thôi. Ở đời cũng lạ, hễ mà để ý đồ của người khác là lại bảo quen, bảo giống của mình. Chắc là không phải, thôi cháu xin phép. Thấy sắc mặt bà Hồng không mấy thiện cảm nên Diệp đã rời đi không hỏi đến nữa. Cô nghĩ chắc đồ giống đồ thôi. Diệp ra cổng nhưng không thấy bà Hoa đâu, phải chờ một lúc mới thấy bà từ ngoài đi vào. Cô lên tiếng gọi. Mẹ, con ở đây. Bà Hoa thấy nên đi tới chỗ cô. Mẹ đi đâu vậy? Tao đi mua đồ thôi, mày hỏi làm gì? Muốn quản cả tao hả? Con chỉ hỏi thôi, con thăm anh Luân rồi, giờ mình về. Cậu ta sao rồi? Vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Anh ấy là người tốt, giờ lại gặp chuyện như vậy. Trời, mày lo quá, sống chết có số cả như ba mày đó. Tài xế lái xe đến chỗ hai người rồi bước xuống mở cửa, cô nói. Mẹ lên xe đi, tao biết rồi, không cần mày bảo. Sau đó cả hai lên xe rồi tài xế chạy đi. Bà Hồng đứng ở ngay lối ra của bệnh viện, vô tình nghe được Diệp gọi bà Hoa bằng mẹ. Bà hơi bất ngờ. Họ là mẹ con sao? Bà Hồng nhớ lại khi Diệp hỏi đến chiếc nhẫn. Bà cũng có xem buổi họp báo đó. Cô đã nói mình bị mẹ bỏ rơi. Nhưng nghĩ ra gì đó, bà ta lập tức quay trở vào với vẻ gấp gáp. Diệp và bà Hoa trên đường về Kim Gia, chưa tới thì có cuộc gọi đến của Bảo. Khi đi cô có mang theo điện thoại anh mua cho. Dạ em nghe. Em về chưa? Có việc đột xuất nên anh chưa đến bệnh viện được. Giờ em đang về, anh Luân vẫn chưa tỉnh, hồi nãy còn sốc phản vệ, may mà không sao. Ừ thôi em về đi, xong việc anh về. Dạ. Sau đó cô tắt máy thì bà Hoa bên cạnh mới nói. Sao mày không biết mấy lời ngọt ngào yêu thương, đàn ông họ thích như vậy. Cậu bảo giàu như vậy không thiếu người để ý canh me, mày phải biết khôn mà giữ kỹ vào. Diệp nghe nhưng không nói gì, vì cô thấy trong tình yêu hai người phải tin tưởng nhiều.
Đúng là Bảo có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng anh vẫn chọn yêu cô. Công khai trước mọi người, cô nhìn được chân tình của anh dành cho mình. Về đến nhà, bà Hoa bảo đói nên đi xuống phòng bếp kiếm gì ăn. Diệp lên lầu trước. Lúc chuẩn bị về phòng, cô thấy cửa phòng bà Kim mở. Bình thường không có như vậy nên cô mới đến xem. Vừa đi đến, cô đã nhìn thấy bà Kim nằm dưới sàn, gương mặt tái mét, liền chạy vào đỡ lên. Bà ơi, bà làm sao vậy? Thuốc. Bà Kim đưa tay chỉ đến bàn, ở đó có lọ thuốc bà hay uống khi mệt do bác sĩ đấu kê. Lúc nãy từ dưới nhà đã cảm thấy mệt nên bà về phòng để uống thuốc. Nào ngờ mới bước vào đã choáng mà ngã rồi không có sức đứng lên. Diệp đi đến lấy thuốc cho bà, giúp bà uống vào, vẫn còn lo mà cô nói. Bà thấy sao rồi? Hay gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện nha. Tôi không sao. Sắc mặt bà Kim dần khởi sắc, bà muốn đứng dậy nên Diệp phụ đỡ lên, đưa đến giường. Bà nằm nghỉ đi, để con chạy xuống kêu chị Mùi gọi bác sĩ đấu đến. Nói là đi liền, gấp nên cô đi hơi nhanh. Bà Kim nói theo. Cô đi từ từ thôi, cô đang mang thai đó. Dù trong lòng không muốn Diệp là dâu, nhưng đứa bé trong bụng cô cũng là con cháu của Kim gia. Tốn bao nhiêu công sức mới có được nên bà Kim rất quan tâm. Sau đó bác sĩ đấu đến, Bảo cũng về. Khám xong thì nói bà nếu không được uống thuốc kịp, có thể đã biến chứng sang tai biến, hậu quả khôn lường. Tiêm thuốc xong bà Kim cũng khỏe lại, bác sĩ đấu mới ra về. Diệp cũng đã đi ra, chỉ còn mỗi Bảo ở lại. Chuyện của anh ấy đã vậy, mẹ đừng buồn rầu nữa. Không hẳn vì chuyện của thằng Kiệt không thôi. Con biết mẹ không chấp nhận Huỳnh Diệp, nhưng con yêu cô ấy. Bà Kim thở dài rồi nói. Việc mẹ đã lo sợ, nó cũng đã xảy ra. Ngay từ đầu khi con đưa Diệp về, mục đích sinh con cho con. Nhưng sau đó mẹ lo con phát sinh tình cảm. Mẹ đã cảnh cáo nó, nhưng rồi mọi chuyện vẫn xảy ra. Không thích nó, nhưng hôm nay lại nhờ nó mà mẹ mới sống. Thôi thì từ giờ mẹ không xen vào việc tình cảm của con nữa. Con có con trai, mấy người đó sẽ không làm gì được con. Mẹ cũng không phải lo nữa. Thằng Kiệt nó đã làm sai, phải chịu trước pháp luật. Chỉ là nó còn trẻ mà lầm đường để mất cả tương lai, mẹ rất buồn. Vậy mẹ đã chấp nhận Huỳnh Diệp phải không mẹ? Mẹ không chấp nhận cũng đâu thay đổi được gì. Tối qua mẹ suy nghĩ rất nhiều. Thêm chuyện vừa rồi mẹ thấy mình không nên can thiệp vào việc gì nữa. Dành thời gian còn lại bên con cháu là đủ rồi. Chỉ tội Mỹ Trinh nó thương con nhiều thôi. Mà hai đứa không thành rồi hai nhà cũng nghịch. Chú Giang giúp mình lúc khó khăn. Bao năm qua hợp tác với Kim Long toàn những dự án lớn, lợi nhuận chuối thu về không phải con số nhỏ. Mình không nợ gì với chú Giang cả, mẹ không cần ai nấy. Con không có tình cảm với Mỹ Trinh nên không thể cưới cô ấy được. Từ đầu con chỉ xem là bạn thôi. Con đã nói vậy thì thôi, mẹ không nói gì nữa. Thôi mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ. Vậy mẹ nghỉ đi. Bà khỏe rồi hả anh? Bảo trở về phòng của Diệp. Đang ngồi trong phòng thấy anh nên cô hỏi, Bảo đi đến ôm lấy cô. Từ giờ em phải đổi cách gọi, không được gọi mẹ bằng bà. Vậy em gọi mẹ bằng gì? Bằng mẹ như anh vậy. Em không dám đâu. Mẹ cho phép mà. Diệp bất ngờ sau đó hoài nghi. Anh nói để em vui đúng không? Không tin anh à? Cô thấy ánh mắt của Bảo không phải đang đùa, nhưng cô lại không dám tin vì từ đầu bà Kim đã không hề thích cô. Hôm qua còn tỏ thái độ gay gắt nữa thì sao dễ thay đổi được. Em biết anh đang an ủi em thôi, em hiểu mà. Trước giờ em đã quen, chỉ là để anh ở giữa khó xử thôi. Ngốc quá, anh thừa cách an ủi em, không cần phải dùng một lời nói dối để rồi tổn thương em. Mẹ đã thông suốt rồi, cũng chấp nhận em làm dâu. Nếu vừa rồi em không phát hiện mẹ kịp thời, không biết mẹ đã thế nào. Cảm ơn em nhiều lắm. Diệp vui mừng đến rơi nước mắt. Thật hả anh? Bảo gật đầu đưa tay lau nước mắt cho cô. Em khóc anh đau lòng đó. Em vui quá thôi. Em không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Vì em xứng đáng. Bảo nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn ban đầu vốn rất nhẹ nhàng, sau đó dần mãnh liệt hơn. Bao nhiêu cũng là không đủ, như thể muốn nuốt trọn lấy cô. Khi đặt cô nằm xuống, bàn tay luồn vào bên trong càn quấy thì Bảo lập tức dừng lại. Anh rời khỏi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn hụt hẫng của Diệp. Có chuyện gì hả anh? Bây giờ chưa được,
sẽ ảnh hưởng đến em và con. Lúc này Diệp mới hiểu anh đang lo cho cô và con. Mỉm cười hạnh phúc, cô vòng tay ôm anh. Sự đụng chạm làm người anh rạo rực, bên dưới đũng quần đã căng phồng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Anh cười khổ nói, để anh đi tắm cái đã. Mấy việc sinh lý đàn ông Diệp không rảnh nên cô vô tư. Vậy anh đi đi. Hôn nhẹ lên trán cô rồi bảo mới đi tắm. Diệp nằm trên giường mà tâm trạng vô cùng tốt, cứ cười một mình. Sáng hôm sau bảo đi làm sớm. Có dặn Diệp 8 giờ tài xế sẽ chở cô đến tập đoàn. Có việc gì thì anh không nói. Bảo đi chưa lâu thì Trinh đến. Bà Kim mệt nên nằm trên phòng. Cô ta vì vậy đi thẳng lên phòng để gặp. Vừa vào đã nói giọng ngọt xớt. Bác mệt sao vậy bác? À, hôm qua làm mệt chút, giờ không sao nữa. Dạ, con vừa nghe mà lo lắm, liền chạy lên đây thăm bác. Cảm ơn con mà con đến sớm vậy. Dạ, con buồn nên muốn đến thăm nói chuyện với bác. Biết lòng của Trinh nên bà Kim nói thẳng. Bác thấy con trẻ đẹp, giỏi giang, không thiếu người để chọn. Con không cần phải buồn vì thế bảo nhà bác đâu. Trinh khó hiểu. Bác nói vậy là sao hả bác? Hôn nhân bền chặt cần là tình yêu, thế bảo nó chỉ xem con là bạn, miễn cưỡng hai đứa sẽ không hạnh phúc đâu. Thế bảo nói yêu Huỳnh Diệp, hai đứa đã có con với nhau. Bác thấy con nên buông bỏ để tìm hạnh phúc người xứng đáng hơn. Hôm qua bác nói không để con thiệt, mà giờ bác lại đổi ý chấp nhận nó. Vậy mà trước đó bác cứ luôn miệng chỉ chấp nhận con là dâu, bác gạt con. Trinh không nghĩ bà Kim lại quay xe trong khi trước đó đứng về phía cô, hy vọng bám víu cuối cùng không còn. Trinh giống như phát điên. Con bình tĩnh nghe bác nói. Bác im đi, con sẽ không tìm bác nữa. Con không có được anh Thế Bảo thì đừng hỏng ai có được. Trinh giận dữ đi ra khỏi phòng bà Kim. Thấy thái độ của cô, bà cũng lo, nhưng nghĩ rồi cô sẽ thông suốt thôi. Trinh vừa ra thì thấy Diệp và bà Hoa bước lên xe rồi tài xế chạy đi. Cô ta mới mở cửa xe của mình ngồi vào rồi theo phía sau. Lúc này ánh mắt của Trinh rất đáng sợ. Ở bệnh viện, bà Hồng đang nôn nóng chờ đợi trong phòng làm việc. Cốc cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa bà liền nói. Vào đi. Thấy người đi vào bà ta liền hỏi. Kết quả có chưa? Đây ạ, gặp chút trục trặc nên giờ mới có. Anh ra ngoài đi. Bà Hồng lúc này mở ra cầm tờ xét nghiệm trên tay mà run lên. Kết luận quan hệ huyết thống mẹ con. Độ tin cậy 99,99999%. Không còn nghi ngờ khi Diệp là con gái của mình, bà Hồng vui mừng. Sau bao năm, cuối cùng cũng tìm được con gái. Nhưng rồi nhớ lại những việc xảy ra giữa hai người mà bà lo lắng. Liệu nó có nhìn nhận người mẹ này không? Tâm trạng vui mừng, lo lắng đan xen làm cho bà Hồng suy tư. Qua một lúc, bà mới đứng lên đi ra ngoài cùng tờ kết quả xét nghiệm. Tài xế chở Diệp và bà Hoa trên đường đến Kim Long theo căn dặn của Bảo, đột nhiên thắng phanh gấp. Diệp và bà Hoa đều giật mình. Có chuyện gì vậy? Xe kia đâu ra lại lao ra, may là thắng kịp. Cô và bác không sao chứ? Tôi không sao. Chú có bị gì không? Không có. Cốc cốc cốc. Bên ngoài xe có người gõ cửa kính, người tài xế mới hạ kính xe xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Xe của anh làm chầy xe tôi rồi, coi mà đền đi. Do xe anh rẽ sai trước mà, tôi không biết, anh tự xuống mà xem xe tôi chầy thế nào. Người tài xế lúc này mở cửa để xuống xem, nhưng khóa chốt vừa bật, người đàn ông đó đã nhanh chóng khống chế. Ăn cướp, tài xế chỉ kịp hô lên rồi bị đánh bất tỉnh. Diệp và bà Hoa không kịp làm gì khi mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Tên kia đã mở cửa, cầm dao uy hiếp. Xuống xe. Bà Hoa sợ mà làm theo. Diệp lúc này vẫn lén giấu điện thoại vào người rồi mới xuống. Tên này bắt cả hai lên xe của mình rồi chạy đi. Anh là ai? Sao bắt chúng tôi? Tên này quay lại giơ con dao lên. Hôn hồn ngậm miệng lại, nếu không thì đừng trách. Bà Hoa sợ đến sắp tè trong quần. Bây giờ bà cảm thấy hối hận. Nếu không đòi đi cùng Diệp cho bằng được, đã không gặp chuyện này. Bám vào người cô bà ta nói. Mày im đi, không nó giết chết cả tao và mày đó. Diệp đã trải qua tình huống nguy hiểm nên cô vẫn giữ được bình tĩnh.
Lúc này cô đã lén mò mở điện thoại để gọi cho Bảo. Cô cũng canh chừng không để tên bắt cóc phát hiện. Ngay khi bên kia đổ chuông thì bà Hoa đã lên tiếng. Mày làm gì vậy? Lúc này tên bắt cóc chú ý mà nhìn đến cô. Diệp nhanh trí ôm bụng nói. Còn đau bụng. Cô cố tình cúi người xuống để tên bắt cóc không phát hiện. Sao em không nói gì? Bên kia Bảo đã nghe máy, cô liền nghĩ cách để cho anh biết tình hình hiện tại mà tên bắt cóc cũng không biết. Tôi đang có thai, bụng lại đau, anh dừng xe cho tôi khám được không? Không được, như vậy cô trốn thì tôi biết ăn nói với người ta thế nào. Ai đã thuê anh bắt tôi? Họ cho anh bao nhiêu, tôi sẽ cho anh gấp đôi. Cô có tiền sao? Tôi không có nhưng chồng tôi có. Chồng cô là ai? Chủ tịch của Kim Long. Cô đang đùa đấy hả? Chồng cô mà là chủ tịch của Kim Long. Tôi không phải con nít để cô lừa. Chủ tịch của Kim Long chưa cưới vợ, đừng tưởng tôi không biết. Nó nói đúng đó, nó đang mang thai con của cậu Bảo. Anh bắt cóc mà không điều tra về người mình bắt sao? Tôi chỉ nghe theo người thuê thôi, cô đừng nhiều lời nữa. Sắp đến nơi rồi, giao người xong tôi nhận tiền và không liên quan. Tiền nhiều lại không dính đến pháp luật mà anh lại chê sao? Câu nói của Diệp làm cho tên bắt cóc suy nghĩ. Bên kia Bảo đã nghe và đoán được cô đang gặp nguy hiểm nên đã báo công an truy theo điện thoại của cô. Anh cũng đã lái xe từ lúc cô nói câu đầu tiên với tên bắt cóc. Cuối cùng tên bắt cóc vẫn không bị lung lay. Xe đã dừng lại ở một chỗ rất vắng. Hắn đưa cô và bà Hoa xuống. Vào trong đi. Tôi không liên quan, anh thả tôi đi. Bắt mình nó được rồi. Thả bà để bà báo công an sao? Vào trong luôn đi. Bà Hoa đúng là tham sống, không nghĩ đến chút tình nghĩa mẹ con và những việc Diệp đã làm, chỉ lo thân mình mà thôi. Tên bắt cóc dẫn cả hai vào trong một căn nhà hoang. Bên trong đã có người đứng chờ sẵn. Diệp bất ngờ khi thấy Trinh. Cô cho người bắt tôi sao? Đúng vậy. Tôi đã làm theo yêu cầu đưa người đến. Giờ cô đưa đủ số tiền còn lại đi. Của anh đây. Giúp tôi trói họ lại đi. Được. Tên bắt cóc giữ Diệp trói lại rồi đến bà Hoa. Cô thả tôi ra đi. Muốn làm gì thì làm nó đi. Tôi với nó không có liên quan gì đâu. Bà là mẹ cô ta mà không liên quan. Bà lừa con nít sao? Không, tôi chỉ là người nuôi nó lớn thôi. Tôi cũng không thương gì nó đâu. Chẳng qua giờ nó may mắn quen cậu Bảo có tiền, tôi mới theo nó thôi. Bà nói miệng sao tôi tin được? Bà nói không thương cô ta. Vậy bà đánh cô ta cho tôi xem đi. Bà Hoa lúc này vẫn chưa bị trói, không do dự mà giáng cho cô một bàn tay rất mạnh. Diệp nhìn bà hai mắt rưng rưng. Không phải cô khóc vì đánh đau, mà là vì đau lòng. Người cô gọi là mẹ, dù bà không thương nhưng cô chỉ biết tủi thân buồn chứ không nửa lời oán trách. Tôi đánh nó rồi đó, cô tin chưa? Tôi tin rồi. Vậy tôi đi được rồi chứ? Tôi có nói cho bà đi sao? Cô còn muốn làm gì mới chịu thả tôi? Giết cô ta đi. Bà Hoa lúc này mới thấy sợ. Đánh chửi thì bà xuống tay nhanh, nhưng giết người thì bà ta không dám. Cô điên à? Giết người là ngồi tù đó. Giết cô ta thì bà sống, còn không bà chết cùng cô ta, bà chọn đi. Cô đúng là độc ác. Tôi có gây thù chuốc oán gì với cô chứ? Trinh nhìn Diệp với sự căm thù tột cùng. Mày đã cướp mất anh Thế Bảo, làm anh ấy không cưới tao, mày là ai chứ? Chỉ là đứa nhà quê kiếm về để đẻ thuê, mà mày thủ đoạn mê hoặc anh ấy. Tao đã cho người bắt mày đưa đi bán mà không ngờ mày thoát được. Nhưng bây giờ không may mắn nữa đâu. Diệp nghe xong đã chắc chắn giọng nói qua điện thoại với tên bắt cô muốn đưa đi bán chính là Trinh. Thì ra là cô, vậy cậu hai tiếp tay cho cô sao? Đúng, chính anh ta đã chỉ đường cho tôi đó. Mà anh ta cũng chẳng tốt lành gì, cưỡng bức tôi còn uy hiếp ngược lại tôi. Mà anh ta là tên nghiện, còn buôn bán ma túy. Tôi biết được và báo công an bắt anh ta rồi. Cô thật quá đáng sợ, cô sẽ gặp báo ứng thôi. Mày lo cho mày thì hơn, không có mày thì anh Thế Bảo sẽ chọn tao. Tao sẽ sinh con cho anh ấy. Còn bà nhanh ra tay đi. Tôi... Bà Hoa run rẩy, sắc mặt tái mét nhìn Trinh rồi đến Diệp. Tên bắt cóc thấy tình thế không ổn nên nói. Việc của tôi xong rồi, tôi đi đây. Anh ta quăng cây dao lại, cầm tiền vội vã rời đi. Trinh tiến đến gần bà Hoa trừng mắt. Nếu bà không ra tay thì tôi sẽ giết bà. Sợ hãi bà ta quỵ xuống sàn run lẩy bẩy. Xin cô đừng giết tôi không muốn chết đâu. Vậy thì cầm lấy nó và làm gì bà biết rồi đó.
Trình đưa con dao mà tên bắt cóc để lại đưa cho bà Hoa. Cầm lấy, bà ta đi đến chỗ Diệp. Cô đã bị trói lại không có khả năng tự vệ, nhưng cô nghĩ bà Hoa sẽ còn sót lại tình thân, cũng như không muốn bà phải mang tội nên nói: "Mẹ đừng nghe theo lời cô ta là ác quỷ." "Tao cũng không muốn đâu, nhưng tao không có lựa chọn, tao không muốn chết." "Mẹ làm theo cô ta, mẹ sẽ không thoát được đâu, mẹ sẽ ngồi tù đó." Bà Hoa giơ dao lên, Trinh đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt hả hê mà hối thúc: "Nhanh ra tay đi, tôi không có sự kiên nhẫn đâu." "Á?" Con dao trong tay bà Hoa đâm thẳng vào ngực cô. Nhìn bà, nước mắt cô rơi trong đau đớn rồi ngã xuống. Bà Hoa ích kỷ đến mức không hề cảm thấy hối hận, dừng dưng quay người đến chỗ Trinh: "Tôi đã làm theo lời cô rồi, giờ thả tôi đi được chưa?" Trinh trở mặt: "Tôi có làm gì bà đâu mà bà nói thả với không thả." "Ý cô là sao?" "Tôi không liên quan gì đến mẹ con bà, do bà đâm cô ta mà, tôi đâu biết gì." "Không phải lúc nãy cô nói nếu tôi không làm theo cô sẽ giết tôi sao?" "Tôi có nói sao, ai làm chứng cô ta chết thì người ta kiếm bà, chứ tôi chả dính dáng gì cả." "Cô..." Nhìn Trinh định bỏ đi, bà Hoa vô cùng tức giận. Chính cô ta biến bà thành kẻ giết người, còn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc. Không thể nuốt trôi, điên lên bà nhặt con dao dính máu lên, lao đến Trinh: "Còn khốn, tao giết mày." Trinh ỉ y nghĩ bà Hoa sẽ không dám làm gì nên không kịp đề phòng. Bà Hoa đâm một nhát làm cô ta quỵ xuống. Chưa đủ hả giận, bà ta đâm thêm. Diệp nằm cách đó cố ngăn cản mà nói với giọng yếu ớt: "Mẹ dừng tay đi, cô ta chết mẹ sẽ ngồi tù." Bà Hoa giống như phát điên, tay cứ đâm liên tiếp xuống người Trinh, máu ứa ra sang khắp người bà ta. Còn Trinh chẳng thể phát ra tiếng nào, ánh mắt trợn trừng: "Anh đến cứu em đây, em sẽ không có chuyện gì đâu." Bảo đến cùng với cán bộ công an và cả tên bắt cóc. Điện thoại cô để lại trên xe đã giúp công an xác định vị trí túm gọn hắn khi vừa chạy đi không xa. Sau đó anh ta đã khai mọi chuyện và dẫn mọi người đến đây. Cảnh tượng quá hãi hùng làm cho một kẻ làm chuyện xấu như anh ta phải dùng mình ớn lạnh. Diệp thoi thóp trong vòng tay của Bảo: "Chắc em và con không thể bên cạnh anh nữa rồi. Em rất yêu anh, muốn cùng anh xây đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng chắc là số chỉ đến đây thôi. Em cảm thấy may mắn khi có được tình yêu của anh. Thế Bảo, em yêu anh." "Không, anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu, cả con chúng ta nữa. Không ai có quyền cướp đi hai người." Bảo gào lên rồi ôm lấy cô, đưa ra ngoài xe. Bà Hoa lúc này đã được khống chế, Trinh xác định đã chết và được đưa đi. Diệp được đưa đến Đông Phương cấp cứu. Lần đầu tiên Bảo dùng quyền hạn của mình với vai trò là cổ đông, điều động bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện cấp cứu cho cô. Sự việc đã làm bệnh viện một phen náo động, ông Khởi cũng có mặt, bà Hồng hay tin cũng chạy đến. "Huỳnh Diệp thế nào rồi hả? Sao lại gặp chuyện thế?" Ông Khởi thấy sự lo lắng bất thường của bà mà khó hiểu. Bảo thì không nói gì, gương mặt u ám hướng mắt dán chặt vào bên trong phòng cấp cứu. Một y tá hối hả đi ra, bà Hồng liền hỏi: "Thế nào rồi, con bé có sao không?" "Vết đâm khá sâu, mất máu nhiều, lại là thai phụ nên gây khó khăn cho cả phẫu thuật. Hiện bệnh viện đang thiếu máu để truyền." "Lấy máu tôi truyền đi." Lời bà Hồng khiến ông Khởi và cả Bảo kinh ngạc. "Nhóm máu của thai phụ hơi đặc thù, thuộc nhóm hiếm, nếu không tương thích sẽ không truyền được." "Tôi nói của tôi được, cứ truyền cho con bé đi, thời gian kéo dài con bé sẽ nguy hiểm thêm." Lời khẳng định của bà Hồng càng khiến cho ông Khởi cảm thấy bên trong có gì đó. Nhưng hiện giờ cứu người là cấp bách nên ông không hỏi. Sau đó y tá đưa bà đi kiểm tra, dù bà chắc chắn tương thích. Tiếp sau đó là thời gian chờ đợi vô cùng khó khăn đối với Bảo. Mỗi giây phút đối với anh không khác gì địa ngục. Anh liên tục cầu nguyện cho người con gái anh yêu cùng đứa con bé bỏng của hai người. Đây là lần thứ hai anh thấy mình bất lực. Lần thứ nhất bị hại đưa đi, lúc đó anh mới rõ tình cảm trong lòng dành cho cô nhiều thế nào. Sau gần 2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Khi bác sĩ ra thông báo tình hình, Bảo trầm lặng đến đáng sợ, dường như không thể cảm nhận được hơi thở của anh. Người mẹ và em bé đã không còn nguy hiểm. Bảo thở hắt một hơi, tảng đá đè nặng lúc này mới được gỡ bỏ. "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Không phải riêng tôi mà cả ekip đều đã cố gắng hết mình để cứu người. Cảm ơn mọi người đã cứu vợ con tôi. Đây vốn là trách nhiệm của những người làm y như chúng tôi mà. Yên tâm, vợ con anh không sao rồi. Bảo gật đầu, sau đó bác sĩ rời đi. Diệp được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, tất nhiên là phòng VIP tốt nhất của bệnh viện. Bà Hồng lúc này đang nghỉ ngơi sau khi cho máu. Khi biết tin Diệp bình an, bà đã vui mừng. Cánh cửa phòng mở ra, ông Khởi đi vào. Em sao rồi? Em không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Việc em cho máu cô Diệp anh có hơi bất ngờ. Nhóm máu cuối hơi đặc thù hiếm mà em lại chắc chắn mình phù hợp. Tại em cũng nhóm máu đặc biệt mà. Biết cô ấy mang nhóm máu cùng với mình nên em cho để cứu người. Anh nhớ khi nãy y tá chưa có nói đến cô Diệp thuộc nhóm máu nào. Bà Hồng lúc này không có lời nào để đáp trả. Ông Khởi là bác sĩ nên vấn đề này sẽ hiểu biết rộng và nhạy hơn. Trong lúc này bà thật không biết có nên nói sự thật hay không. Hai người cũng không có con. Nếu nhìn nhận Diệp sau này cô sẽ trở thành người thừa hưởng tài sản của cả hai. Nghĩ đến đây bà Hồng đã đưa ra quyết định. Có chuyện em đã giấu anh. Giờ em xin thú nhận tất cả cho anh biết. Bà Hồng kể lại chuyện mình trước khi quen ông Khởi đã trải qua một mối tình sâu đậm và có con cho ông biết. Vậy cô Diệp là con gái em? Đúng vậy, em cũng vừa mới biết đây thôi. Ngày đó em cũng khổ tâm rất nhiều mới đem con cho người ta. Sau này em có quay lại tìm nhưng không có tung tích. Em biết che giấu anh là em sai. Anh trách em thế nào em cũng chấp nhận. Em đã không phải người mẹ tốt. Giờ gặp lại con, em chỉ muốn bù đắp cho con bé thôi. Đúng là anh rất giận em. Giận vì em không thành thật từ đầu. Nhưng anh cũng phần nào cảm thông khi thân gái một mình vất vả thế nào. Vì thế nên gặp biết được anh đã muốn che chở cho em. Trong cuộc hôn nhân của anh và em có một khiếm khuyết. Đó là anh không thể cho em làm mẹ. Anh đã từng suy nghĩ trăn trở rất nhiều về chuyện này. Anh cũng khao khát có con nhưng bản thân bất lực. Em vẫn chấp nhận bên cạnh anh. Điều đó anh rất trân quý. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện tại con gái em cũng là con gái anh. Chúng ta cùng bù đắp cho con bé. Cảm ơn anh đã tha thứ và cao thượng đối với em. Bà Hồng cảm động. Lúc này đây bà mới thấy ông Khởi thật sự rất tốt và bao dung. Tự trong lòng lại càng thấy có lỗi với những việc mình đã làm. Bà muốn kết thúc tất cả, quay đầu để sống êm đềm cùng chồng. Sau đó để bà nghỉ ngơi, ông Khởi đi lo việc trong bệnh viện. Bà Hồng mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi đầu dây được kết nối, bà nói: chúng ta gặp nhau, em có chuyện cần nói. Ở phòng chăm sóc, Diệp vẫn chưa tỉnh. Bảo túc trực bên cạnh không hề rời khỏi. Chỉ thời gian ngắn mà trông anh phở phạc đi thấy rõ. Thời khắc cô trải qua sinh tử đã trở thành nỗi sợ kinh khủng nhất trong đời anh. Giờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của cô mà anh đau lòng. Anh nhận ra tấm thân nhỏ bé này lại mạnh mẽ quật cường đến thế nào. Nghĩ đến những lời nói hành động tổn thương cô trước kia mà Bảo cảm thấy có lỗi vô cùng. Cúi xuống hôn lên bàn tay cô, anh khẽ nói: anh xin lỗi, anh hứa sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương che chở cho em được hạnh phúc. Sau đó anh đã gục đầu bên cạnh giường bệnh của cô. Không biết qua bao lâu, bàn tay nhỏ khẽ cử động đã làm anh bừng tỉnh. Nhìn đến thì thấy đôi mi cô khẽ lay động, Bảo vui mừng: Huỳnh Diệp, em tỉnh rồi phải không? Cả phút trôi qua, Diệp mới mở mắt ra, giọng cô còn yếu ớt: em đang ở đâu vậy anh? Đây là bệnh viện, may là em và con không sao. Nếu không anh không biết mình sẽ trở nên thế nào. Em xin lỗi đã làm anh lo. Em không có lỗi, do anh không bảo vệ tốt cho em mới để em gặp chuyện. Giờ em đã không sao, anh đừng tự trách nha. Mà sao mắt anh đỏ vậy? Chắc do anh vừa dụi thôi. Bảo không muốn cô biết mình có lúc yếu đuối mà khóc sẽ mất mặt lắm. Đặc biệt trước người phụ nữ mình yêu, anh muốn cô nhìn thấy hình tượng mạnh mẽ để bảo vệ, mang cho cô sự an toàn mà thôi. Mẹ em sao rồi? Bà ấy bị bắt rồi, Trinh đã chết. Diệp khóc nói: em đã ngăn rồi nhưng không được, nhưng do cô ấy cả. Mọi việc trong quá trình điều tra có nhờ luật sư lo rồi. Em yên tâm tịnh dưỡng cho hồi phục. Hiện tại sức khỏe em yếu lắm. Việc của mẹ anh ráng giúp. Ừ.
Mặc dù bà Hoa đối với cô tàn nhẫn, không nghĩ tình thân, nhưng Diệp cũng không thể bỏ mặc bà được. Tuy biết việc bà làm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng giảm nhẹ được sẽ đỡ hơn. Trong thời gian nằm viện, bà Kim có đến thăm. Thái độ của bà đã thay đổi rõ rệt, lo lắng cho cô và con cô rất nhiều. Còn có bà Hồng cũng đến, biết bà là người truyền máu cứu mình, cô cũng cảm kích lắm. Mà cô hơi không hiểu sao bà chịu đứng ra giúp khi không thích cô. Không chỉ vậy, bà còn như một người khác, quan tâm cô, hỏi han rồi đem đồ tẩm bổ cho cô, căn dặn bác sĩ liên tục kiểm tra theo dõi tình trạng hồi phục cho cô. Nhưng lúc này bà lại mang canh hầm vào. Dì dặn người làm hầm canh mang vào cho con ăn luôn nha. Diệp vừa ăn xong đồ ở nhà bà Vu nấu nên còn no. Bảo đã đến tập đoàn giải quyết công việc, con nói xong sẽ vào với cô. Ở đây có Mùi ở cùng cô. Cảm ơn dì, không cần dì phải nhọc công như vậy đâu. Có gì đâu, quan trọng sức khỏe của con và cháu ngoại. Cháu ngoại là sao ạ? Ý là em bé trong bụng con. Dạ, giờ con cũng khỏe nhiều rồi. Mà anh Luân có tiến triển gì không gì? Vẫn hôn mê chưa tỉnh. Dạ, mong sao anh ấy nhanh tỉnh lại. Mà sao dì tốt với con, chẳng phải dì không thích con sao? Diệp nói ra thắc mắc trong lòng mình. Bà Hồng nhìn cô giây lát rồi nói, do hiểu lầm thôi, có gì con bỏ qua cho dì nha. Bệnh nhân giờ phải đi kiểm tra. Một nhân viên y tá mặc đồng phục bệnh viện đẩy xe lăn vào, trên mặt đeo khẩu trang. Bà Hồng nghe nên hỏi, kiểm tra cái gì mà ai kêu? Người này ấp úng, kiểm tra sức khỏe thôi. Tôi hỏi ai kêu anh? Ở phòng bệnh này tôi có căn dặn giờ nói kiểm tra, mà sao tôi không nghe báo cáo? Này, tôi không rõ, chỉ làm theo lời bác sĩ thôi. Tôi hỏi bác sĩ nào, anh nói tên đi. Rang rang rang, điện thoại đổ chuông, lấy ra xem sắc mặt có chút thay đổi. Sau đó bà nói với nhân viên, chờ chút tôi nghe điện thoại lát. Cầm điện thoại bà đi ra ngoài. Anh gọi cho tôi làm gì, không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Em tàn nhẫn với anh quá. Anh đã làm nhiều việc cho em, giờ nói cắt đứt là cắt sao? Anh mất đi con gái, công ty thua lỗ, giờ cả em cũng muốn quay lưng với anh. Giờ em có con gái nên muốn buông bỏ để làm người mẹ người vợ tốt sao? Không dễ vậy đâu. Anh mất con gái là vì cô ta, giờ mất em cũng vì cô ta, anh sẽ không để nó được yên ổn đâu. Anh muốn làm gì? Bà Hồng chợt nhớ ra gì đó liền chạy vào phòng bệnh, nhưng không thấy Diệp và cả người nhân viên kia đâu nữa. Bà liền nói với người bên kia điện thoại, anh dám làm gì con gái tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh đang chờ em lên đây đi. Bà Hồng lập tức tắt điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Đến cửa thì chạm mặt Bảo, thấy bà ở trong phòng anh hơi bất ngờ. Bà Hồng cũng sững lại, sao bà ở đây? Tôi đến thăm Huỳnh Diệp. Bảo hướng mắt nhìn đến giường bệnh trống trơn, không thấy cô đâu, gương mặt dần u ám. Huỳnh Diệp cô ấy đâu rồi? Con bé. Bà Hồng ấp úng không biết phải trả lời thế nào với Bảo. Cùng lúc Mùi đi mua đồ về đến. Cậu mới vào hả? Chị vừa đi đâu vậy? Tôi xuống căng tin mua chút đồ. Tôi có nói em Diệp. Mùi đang nói thì ngừng lại khi không thấy Diệp trong phòng. Vẻ mặt lo lắng nhìn Bảo. Ủa, em Diệp đâu rồi? Này, tôi hỏi chị mới đúng. Tôi đã nói chị ở với cô ấy mà chị lại bỏ đi. Tôi chỉ mới đi chưa đến 5 phút. Lúc đó em Diệp vẫn nằm trong phòng mà. Vậy giờ em ấy đâu? Bảo nhìn bà Hồng, tiếng chuông điện thoại trên tay bà đổ liên hồi, mà trông vẻ khẩn trương khiến anh thấy bất thường. Bà đã đưa cô ấy đi đâu hả? Tôi không có đưa con bé đi. Vậy cô ấy đâu, bà nói đi. Sợ người kia sẽ làm hại Diệp, bà Hồng không thể giấu giếm nên nói. Nó bị người ta bắt rồi, giờ tôi sẽ đi cứu nó. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để Huỳnh Diệp gặp chuyện gì đâu. Bà Hồng định đi nhưng Bảo đã giữ lại. Bà nói ai bắt cô ấy hả? Là ông Giang. Bảo nghe ông Giang, anh liền nghĩ đến chuyện của Trinh. Ông ta nói với bà sao? Đúng vậy, ông ta kêu tôi lên tầng thượng bệnh viện. Chắc ông ấy đưa con bé lên đó rồi, giờ tôi sẽ lên đó gặp nói chuyện với ông ta để cứu con bé. Có quá nhiều điều không hiểu, nhưng hiện tại quan trọng là cô nên Bảo nói. Tôi đi cùng bà. Bà Hồng do dự vì ông Giang chỉ kêu mỗi bà ta. Sau nhìn gương mặt đáng sợ của Bảo thì bà Hồng cũng không nói gì. Sau đó cả hai đã chạy lên tầng thượng bệnh viện. Ông Khởi từ phòng Luân ra. Ông vừa được báo anh có dấu hiệu tỉnh lại,
trong lòng rất vui mừng. Hiện tại để ông cụ Phương không bị sốc mà ông phải nói dối Luân ra nước ngoài dự hội thảo y khoa. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Nếu Luân cứ mãi chưa tỉnh, ông sợ e là sống không được nữa. Sẵn ông muốn đến thăm Diệp thì trông thấy bà Hồng đi cùng Bảo. Trông cả hai khẩn trương vội vã nên thắc mắc. Biết sự thật Diệp là con gái riêng của bà Hồng, cũng như sự thiệt thòi khi xa mẹ từ khi mới lọt lòng, ông đã rất thương và tội. Bản thân lại không có con nên ông cũng muốn xem cô như con gái ruột. Hiện tại bà Hồng vẫn chưa nhìn nhận cô, nên hai người chỉ âm thầm quan tâm mà thôi. Trên sân thượng, Diệp ngồi trên xe bị trói lại. Lúc người nhân viên y tế đưa đi nói kiểm tra, cô vẫn không thấy gì bất thường cả. Nhưng nửa đường cô thấy hơi khác nên khả nghi mà nói muốn trở về phòng bệnh. Thì hắn ta khống chế cô, nhét khăn vào miệng không cho lên tiếng, rồi đưa lên đây. Nhìn người trước mặt không hề quen biết mà thắc mắc trong lòng. Muốn hỏi cũng không được. Sau đó cô đã được lấy khăn ra khỏi miệng. Chắc cô tò mò muốn biết tôi là ai lắm đúng không? Tôi không biết ông đưa tôi lên đây làm gì? Vậy con gái tôi chắc cô biết chứ? Con gái ông là ai? Mỹ Trinh là con gái duy nhất của tôi. Từ nhỏ tôi dồn hết tình thương cho nó. Nó muốn gì tôi cũng chiều. Nó yêu thằng Thế Bảo. Đáng lẽ hai bên gia đình đã định lễ cưới. Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi vì sự xuất hiện của cô. Chính cô đã cướp đi tình yêu của con bé, hại nó phải chết thảm. Cũng chính vì cô mà người phụ nữ tôi yêu quyết định kết thúc với tôi. Những việc tôi làm cho đều bị phủi sạch. Cô biết cô đáng chết lắm không? Giờ Diệp mới biết ông Giang là ba của Trinh. Vì cái chết cô ta mà ông ta muốn trả thù thì cô hiểu. Nhưng còn về người phụ nữ ông ta yêu liên quan gì đến cô? Kết cuộc của con gái ông cũng do cô ấy tự tạo mà. Mẹ tôi giết cô ấy thì bà cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Còn người phụ nữ ông yêu liên quan gì đến tôi chứ? Ai nói không liên quan khi hai người là mẹ con? Diệp sửng sốt. Ông nói ai là mẹ con? Ông thả con bé ra ngay. Bà Hồng chạy lên hét lớn. Diệp nhìn đến bà, sau đó nghĩ lên lời ông Giang nói. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ nhưng cô lại không tin. Không thể nào, sao gì ấy có thể là... Cô thất thần lẩm bẩm, vế sau không dám thốt ra. Ông muốn gì chứ? Thả cô ấy ra ngay. Ông Giang nhìn bảo với ánh mắt thù hằn. Mày cũng có mặt ở đây, vậy tao tính một lần luôn. Bảo tiến tới thì ông ta cảnh cáo. Mày dám tiến thêm bước nào nữa, tao quăng cô ta xuống dưới đó. Bảo lập tức đứng im, anh biết ông Giang đã điên rồi mới dám đến tận Đông Phương bắt người. Chẳng phải cô vừa hỏi ai là mẹ con sao? Vậy để tôi nói cô biết người trước mắt cô chính là mẹ ruột đã bỏ rơi cô đó. Bà Hồng không nghĩ sẽ nhìn cô trong hoàn cảnh này, bà khóc nói. Mẹ xin lỗi, mẹ không đáng là một người mẹ, con hãy tha thứ cho mẹ. Dì thật là mẹ của con sao? Đúng vậy, khi con hỏi về chiếc nhẫn, cũng biết con và người đàn bà giữ chiếc nhẫn này là mẹ con, mẹ đã nghi ngờ. Thêm lời con nói ở cuộc họp báo mình là trẻ bị bỏ rơi, nên mẹ đã đi làm xét nghiệm ADN nhờ bảo mẫu mẹ lấy được khi con nằm viện lần trước. Kết quả con đúng là con gái của mẹ. Rõ ràng con ở gần ngay trước mặt nhưng mẹ không dám nhìn vì mẹ không còn mặt mũi nào đối diện với con cả. Mẹ chỉ dám âm thầm quan tâm con. Giờ vì mẹ mà con bị ông ta bắt, mẹ xin lỗi. Tôi biết ông hận tôi. Mọi tội lỗi tôi sẽ nhận. Ông cứ nhắm đến tôi, đừng làm hại con gái tôi. Em đang diễn vở người mẹ tốt sao? Anh yêu em như vậy thì sao anh hận em được? Sau con gái, em là người phụ nữ mà anh để tâm, xem trọng. Yêu em mà anh đã giúp em làm những gì em còn nhớ không? Em không cam tâm để đứa cháu thừa hưởng bệnh viện mà muốn giết nó. Anh đã giúp em cho người phá thắng xe nhưng nó lại may mắn không sao. Lần thứ hai là tìm sát thủ giết nó nhưng nó lại không chết mà hôn mê. Còn cả việc giúp em kê khống tiền với bên công ty sản xuất thiết bị. Tất cả những gì anh làm vì em, hứa khi nắm được quyền hành em sẽ đến với anh. Nhưng rồi thế nào? Giờ em muốn dừng lại, muốn kết thúc. Em nói em tìm được con gái, muốn bù đắp, cảm thấy có lỗi với chồng mà bỏ rơi anh. Con gái chết thảm, tình yêu cũng mất. Sự nghiệp cũng tan, anh chẳng còn gì nữa cả. Vì tham vọng mà em phạm quá nhiều sai lầm. Giờ em đã hối hận, em muốn bù đắp cho những tổn thương. Anh cũng nên dừng lại. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, anh thả con bé ra đi. Vậy còn anh,
từ đầu đến cuối có phải em có yêu anh không? Anh chỉ cần em trả lời có hay không thôi. Không có. Vậy em chỉ lợi dụng anh thôi sao? Đúng vậy. Sao em lại tàn nhẫn với anh mà anh lại vẫn yêu em? Ông Giang cười lớn có vẻ mất tỉnh táo. Diệp không nói gì vì quá nhiều chuyện đến đột ngột cô chưa thể tiếp nhận. Mà lúc này Bảo đang lén tiếp cận để cứu mình. Sợ anh gặp nguy hiểm cô đã dùng mắt ám chỉ anh đừng làm. Nhưng không thể ngăn anh được. Giờ anh muốn gì mới chịu thả con bé anh cứ nói đi. Anh muốn em đi cùng anh, chúng ta sẽ đến một nơi rồi làm lại từ đầu. Được, em sẽ đi cùng anh, nhưng anh thả Huỳnh Diệp ra trước đi. Em sẽ không lừa anh. Không lừa, em đã bỏ con bé chắc gì đã chịu nhận em làm mẹ. Bao việc ác em làm cũng đã lộ thì nhà họ Phương sẽ không chứa em nữa. Em đã phản bội chồng nên chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ. Giờ em cũng như anh thôi, nên em quyết định đi cùng anh làm lại từ đầu. Ông Giang do dự, rõ ràng không tin lời bà nhưng lại hy vọng vì sự cố chấp dành cho bà quá lớn. Được, anh sẽ tin em lần này. Vậy anh để con bé đi đi. Ông Giang nhìn bà Hồng mà suy nghĩ. Bảo nhân cơ hội, ông lơ là mất cảnh giác mà lao đến túm lấy ông ta. Bà Hồng thấy vậy chạy đến kéo Diệp vào trong. Con đừng sợ, giờ không sao nữa rồi. Bà vừa tháo dây vừa trấn an cô nhưng không để ý là cô đang khóc. Bao năm được bà Hoa nuôi lớn và chưa từng quan tâm cô, thậm chí chỉ là một lời nói. Cô tủi thân thèm khát biết bao nhiêu cảm giác ấm áp từ mẹ. Giờ đây người mẹ ruột thật sự sinh ra cô bỏ cô khi mới chào đời ở ngay trước mặt mà cô ngỡ như không thật. Gì là mẹ con sao? Bà Hồng ôm lấy cô. Mẹ là mẹ của con. Mẹ xin lỗi vì ngày đó đã cho con. Mẹ không mong con tha thứ, nhưng mẹ thật sự rất hối hận. Mẹ thương con. Trong lòng Diệp không hề trách hay hận gì bà cả. Cảm xúc của cô đang xáo trộn. Mọi việc quá bất ngờ, cô chưa biết phải tiếp nhận nó như thế nào. Tao chết chung với mày. Ông Giang đang dồn hết sự thù hằn cực đoan vào Bảo, có ý muốn cùng chết với anh khi kéo anh ra phía ngoài. Diệp nghe tiếng mới quay đầu nhìn đến, thấy Bảo gặp nguy hiểm mà nói. Con phải đến giúp anh ấy. Con ở đây đi, đến đó nguy hiểm lắm. Nhưng con không thể trơ mắt nhìn anh Bảo gặp chuyện. Anh ấy có gì con sẽ không thể sống nổi. Yên tâm, mẹ không để cậu ta gặp chuyện gì đâu. Nếu không con gái và cháu ngoại mẹ sẽ thế nào? Mẹ rất yêu con. Mẹ muốn bù đắp cho con nhưng chắc là không được nữa rồi. Mẹ đã làm sai rất nhiều chuyện, đã đến lúc mẹ phải kết thúc tất cả rồi. Huỳnh Diệp, con phải hạnh phúc nha. Diệp cảm thấy bất an, dự cảm bà Hồng sắp làm gì đó. Dì định làm gì? Con ở yên đây. Mẹ sẽ mang ba của con an toàn về bên con. Hôn lên trán Diệp một cái, nước mắt bà Hồng khẽ rơi. Sau đó bà đứng dậy đi đến chỗ ông Giang và bảo. Em đã nói sẽ đi cùng anh, em sẽ không nuốt lời. Ông Giang dừng tay nhìn bà. Em nói thật chứ? Anh để cậu Thế Bảo đi đi. Ông Giang vẫn ôm mộng cùng bà Hồng bên nhau, vốn định chết chung với Bảo. Thì giờ vì lời bà mà ông ta có thêm động lực, bỏ tay khỏi người Bảo. Tao tạm tha cho mày đó. Cậu đến xem Huỳnh Diệp đi. Bảo nghe bà Hồng nói nên đi đến chỗ cô. Còn ông Giang vui mừng nắm lấy tay bà Hồng. Anh rất vui vì em chịu đi cùng anh. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Bà Hồng nhìn ông Giang giây lát rồi nói. Sẽ không có bắt đầu nào nữa. Bởi vì bắt đầu của tôi và anh đã là việc sai trái. Bây giờ nên chấm dứt tất cả đi. Ông Giang vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bà Hồng kéo nhảy xuống. Mẹ ơi, Thu Hồng. Bà Hồng đang rơi trong không trung lúc này, mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng bà cũng nghe được tiếng gọi mẹ. Cùng đó là sự hối hận ăn năn với ông Khởi, người chồng đầu ấp tay gối mà bà đã làm nhiều chuyện có lỗi. Bà chỉ ước giá như bà sẽ không tham vọng mà phạm nhiều sai lầm dẫn đến kết cục của bây giờ. Ông Giang và bà Hồng đã chết tại chỗ khi rơi từ sân thượng của bệnh viện xuống. Sự việc gây bàng hoàng cho rất nhiều người. Đã một tháng trôi qua từ sau cái chết của bà Hồng, đã làm Diệp xém rơi vào trầm cảm. Bảo đã phải lo lắng bên cạnh cô không dám rời. Một tuần đầu gần như anh chỉ ở nhà trông cô. Chuyện tập đoàn đa phần anh làm việc qua mail và video.
trừ khi có việc hệ trọng thì anh mới đích thân đến. Về việc ông Xuân và hai người cổ đông còn lại, anh cũng xử lý xong, tìm được bằng chứng cấu kết người ngoài và tung tin mật gây hại cho tập đoàn. Ngoài tịch thu cổ phần hiện có của cả ba gia còn cắt ra khỏi gia tộc. Hiện tại tâm trạng cô đã đỡ hơn, song vẫn còn buồn nhiều vì người mẹ ruột vừa biết được lại rời bỏ cô. Người mẹ có ơn nuôi dưỡng lại mang tù tội. Vì sức khỏe của cô và đứa bé, Bảo đã kêu bác sĩ Đấu ở lại Kim Gia để tiện về theo dõi. Ông Khởi cũng suy sụp rất nhiều. Ông đã đến và nói rất nhiều với Diệp, mong được nhận cô làm con gái, muốn thay bà Hồng chăm sóc cho cô. Vì mất đi bà, ông chỉ sống một mình. Diệp rất biết ơn và vui mừng khi có thêm người ba. Luân cũng đã tỉnh lại, biết hết toàn bộ mọi việc cũng vui cho cô, xem cô như em gái của mình. Ông cụ Phương đã mừng hụt vì cô không phải cháu dâu, nhưng giờ đổi lại là cháu gái cũng xem như bù đắp. Ai cũng thương cô, khiến cô cảm nhận tình thân thật ấm áp. Bà Kim cũng xem cô như dâu con mà thương thật sự, bỏ đi định kiến môn đăng hộ đối. Bà cũng nói với Bảo lo chuẩn bị đám cưới, vì bụng Diệp hiện giờ chưa to lắm, mặc áo cưới vẫn còn đẹp. Cũng muốn cô có danh phận đàng hoàng trong Kim gia. Bảo cũng nói cho bà biết mình đang chuẩn bị. Lúc này đã tối, trong phòng Diệp đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô mặc chiếc váy mỏng manh cho thoải mái. Nó nằm trong bộ sưu tập váy bầu của một hãng thời trang nổi tiếng mà Bảo đã đặt mua cho cô. Bất ngờ một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Mùi hương cơ thể cùng sự quen thuộc khiến cô mỉm cười. Khẽ chạm tay lên anh, rồi cô tựa đầu vào lòng anh mà không nói gì. Bảo lúc này ghé sát tai cô nói nhỏ. Anh muốn cho em cái này. Anh muốn em xem gì? Em sẽ biết nhanh thôi. Giờ anh bồng em xuống dưới xem. Diệp không biết anh làm gì, nhưng cô đã được anh nhấc bổng lên nằm gọn trong vòng tay rồi bế cô ra khỏi phòng. Anh đưa em đi đâu vậy? Tí nữa em sẽ biết. Bảo đưa cô xuống tới phòng khách thì thấy bà Kim đang ngồi ở ghế sofa và cạnh đó có mùi làm cô ngại lắm. Anh bỏ em xuống đi, mọi người nhìn kìa. Mẹ nhìn mẹ lại vui chứ có gì đâu. Con nói đúng không mẹ? Bà Kim cười nói. Hai đứa nhanh tổ chức đám cưới, mẹ còn vui hơn nữa. Không chỉ bà vui mà cả nhà mình ai cũng vui hết. Sẽ không để mọi người đợi lâu đâu. Cả con cũng nôn cưới vợ lắm rồi. Câu nói của Bảo là mùi và bà Kim cùng cười. Diệp càng thêm mắc cỡ, đỏ mặt nép vào người anh. Sau đó Bảo bế cô tiếp tục ra ngoài. Lúc này cả khuôn viên đã tắt đèn tối thui. Khi còn trên phòng cô thấy vẫn sáng, giờ xuống thì vậy, không khỏi thắc mắc trong lòng. Nhưng một phút sau cô lại bất ngờ khi khoảng đất trong khuôn viên gần nhà kho nhỏ cô từng ở trở nên lung linh huyền ảo bởi những ánh nến. Bên cạnh mỗi cây nến là một cây bông hồng đỏ, tạo thành một trái tim rất lớn kèm theo dòng chữ anh yêu em. Bảo đưa cô đi vào bên trong rồi thả cô xuống. Chưa kịp nói gì anh đã quỳ xuống trước mặt cô. Làm vợ anh nha. Cô vỡ òa xúc động, khoảnh khắc anh đang cầu hôn cô giữa khung cảnh vô cùng lãng mạn. Diệp rất hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ được cầu hôn như thế này. Dù đã làm mẹ con trai anh, cô nói trong khi đang khóc vì quá hạnh phúc. Em đồng ý. Bảo cười rồi lấy chiếc nhẫn đính viên kim cương hình trái tim được cắt từ viên kim cương trong số những viên kim cương quý đắt nhất thế giới, có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ. Đeo nhẫn cho cô xong, anh đứng lên, cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có mỗi đối phương. Anh yêu em, khế ước này sẽ có hiệu lực trọn đời và mãi mãi. Em cũng yêu anh. Cả hai cùng nhau trong giây phút vô cùng đặc biệt, không gian thời gian như dừng lại. Nhìn hai người hạnh phúc mà vui quá bà ha. Thôi vào nhà đi, đừng làm hỏng hai đứa đang tình cảm lãng mạn. Dạ bà. Mùi cười tủm tỉm rồi đi nhanh vào nhà với bà Kim. Còn Diệp và Bảo vẫn đang say đắm tận hưởng sự ngọt ngào mà mặc kệ mọi thứ ngoài đối phương. Sau bao ngày chuẩn bị thì ngày diễn ra lễ cưới cũng đến. Vì buổi họp báo mà chuyện tình của cả hai được nhiều sự quan tâm nên đám cưới cũng đặc biệt hơn. Những vị khách không mời mà đến cùng những món quà cũng như gửi gắm tình cảm sự yêu mến ngưỡng mộ dành cho cả hai. Lễ cưới phải nói xa hoa bậc nhất từ trước đến nay lẫn về nghĩa đen và nghĩa bóng. Chỉn chu về mọi mặt đến cả
từng bông hoa một. Diệp giống như nàng công chúa khi mặc trên người chiếc váy cưới thiết kế riêng tính cả kim cương, bảo phong độ lịch lãm trong trang phục cho chú rể. Sự đẹp đôi của cả hai đã làm bao người trầm trồ khen ngợi. Chúc mừng em, nhờ có em mà thằng bạn thân của anh hết ế. Luân gửi lời chúc không quên lời trêu chọc bảo cả hai người đã giảng hòa thân thiết không còn giận nhau nữa. Tuy đã buông bỏ nhưng trong lòng Luân vẫn có một khoảng trống vắng nào đó. Hạnh phúc nha con gái, ông nội mừng cho con. Nhìn ông Khởi, ông cụ Phương và Luân, cô ngoài vui mừng còn xúc động. Ngày vui nhất trong cuộc đời mà cô vẫn có những người thân này bên cạnh và chúc phúc. Cảm ơn anh và ba cùng ông nội đã luôn thương em. Ngốc quá, ngày vui sao lại khóc. Cậu đó dám làm em gái tôi buồn thì tôi cho cậu biết tay. Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi? Thì cậu cứ thử sẽ biết. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra nên cậu bớt làm màu. Nói rồi bảo nắm tay đưa Diệp lên phía trên, bà Kim đã chờ sẵn. Lúc này nắm lấy tay cả hai, bà nói: mẹ mong hai đứa con sẽ sống hạnh phúc bên nhau và sinh nhiều cháu cho mẹ. Nguyên đội bóng đủ không mẹ? Ừ, sao cũng được, càng đông càng vui. Mà không biết vợ con chịu không? Diệp mắc cỡ đỏ hết cả mặt, không biết nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng giúp. Con coi chừng mẹ đó, ăn hiếp dâu mẹ là không xong với mẹ đâu. Em thấy mẹ thương em chưa? Giờ biết con dâu và cháu nội chứ con trai bị đá ra rìa. Con tự biết thân biết phận mình đi. Thôi mẹ xuống dưới để chỗ này cho hai đứa. Bà Kim trở xuống, cô dâu và chú rể sau khi xong nghi thức lời tuyên thệ được cất lên. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Sau đó hai người nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Bảo cầm lấy tay cô, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Anh nói: vợ chỉ việc nắm chặt tay chồng, còn lại tất cả để chồng lo. Diệp rưng rưng nước mắt, cô nhìn xuống nơi hai đôi bàn tay. Tuy bàn tay anh không phải quá lớn nhưng lại mang cho cô cảm giác an toàn nhất. Chỉ cần có anh, cô sẽ không còn phải lo bất cứ điều gì cả. Có anh là cô có được cả thế giới. Cuộc sống vốn luôn biến đổi giống như duyên phận của cả hai. Một tờ khế ước đẻ thuê đã làm thay đổi cuộc đời cô. Nó đã được đổi thành khế ước hôn nhân trong tờ hôn thú, được viết lên bằng tình yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khế ước đẻ thuê của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.